Tổng kho thành được, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại 094 987 3111, Zalo 097 280 2081. Xin giới thiệu chiếc lò chiên không dầu 2 gút S20 thuộc phân khúc cao cấp, thương hiệu nổi tiếng đến từ Malaysia, dung tích 14,5 lít, công suất 1.700W, tổng trọng lượng nồi 11,8 kg. Phụ kiện đi kèm theo nồi thì gồm có 9 món inox, vỏ hợp kim sơn tĩnh điện màu đen. Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2022 gửi về cho chị Phạm Thu Phương, địa chỉ Nô 109B trên 81 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Và chiếc lò chiên không dầu 2 Good S20 này thành được bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, nó sản xuất đổi trả trong 7 ngày, hỗ trợ tư vấn sửa chữa bảo hành sản phẩm, thay thế linh kiện trọn đời sản phẩm. Thì như thông lệ, trước khi gửi đi thành được sẽ test lại, kiểm tra lại tất cả phụ kiện và chức năng của máy để tránh cái việc lỗi sản xuất đổi đi đổi lại. iGood S20 là một dòng nồi chiên không dầu thuộc phân khúc cao cấp, tất cả lòng nồi và phụ kiện đi kèm thì đều là inox 304, có mặt kính quan sát ở bên trong, dung tích 14,5 lít, có hai thanh nhiệt kép mai so trên dưới. Phụ kiện đi kèm theo nồi thì sẽ có một trục quay, một vỉ chiên sâu, một vỉ chiên, thanh inox dày, một tay dụng cụ lấy đồ. Và phía trong nồi thì sẽ có một vỉ chiên mắt mau, vừa là vỉ chiên vừa là tấm chắn dầu, 10 thanh xiên nướng thịt, một bộ trục lồng quay 360 độ. Thì trong cái bộ trục này sẽ có hai cái vỉ để ghim quay gà vịt nguyên con, và một tay giữ khoảng cách giữa máy và tường cùng với hai cái vỉ để lắp cái bộ trục xiên nướng thịt thì sẽ nằm trong cái lồng quay này. Một vỉ chiên sâu lòng, và cuối cùng là một khay hướng dầu. Cánh cửa quan sát ở bên trong, bản nề trợ lực, lòng nồi inox. Bật máy, chọn các chế độ bằng cách xoay lúm. 16 chức năng cài đặt sẵn, nhiệt độ, thời gian. Để chọn nhiệt độ và thời gian theo ý muốn các món ăn phù hợp thì mọi người chọn chế độ tùy chỉnh và ấn vào nhiệt độ, đèn nhấp nháy, chúng ta sẽ xoay lúm. Nhiệt độ của hai gút phân giải từ 50 cho đến 220 độ C. Và chọn thời gian cũng vậy, xoay núm và... Sau khi đã chọn được thời gian và nhiệt độ theo ý muốn thì chúng ta sẽ ấn on off một lần nữa thì máy sẽ chạy. Và đây là tiếng máy, mọi người có thể nghe rõ cái độ ồn. Phía trong lòng nồi, đi kèm theo nồi thì sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng HiGood S20, một phiếu bảo hành chính hãng của HiGood. Và đây là bản mới nhất, bản năm 2022. Thì bản năm 2022 đã được cải tiến so với bản cũ, tăng công suất quạt đối lưu gió ra fit air, đun nấu sẽ nhanh hơn, miễn ship toàn quốc và tặng kèm theo nồi. Khi quý khách hàng mua nồi chiên sẽ tặng kèm hai bật nửa điện, một chai xịt dầu thủy tinh, chúng ta sẽ sử dụng cho dầu ăn vào đây để chiên rán, một hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc và một đôi găng tay chống nóng cao cấp. Lò chiên không dầu, một sản phẩm rất là hữu ích và thông dụng, thay thế cho chảo rán, lò vi sóng và lò nướng. Với những dòng phân khúc cao cấp thì độ bền rất là cao, đều là lòng nồi inox thì đảm bảo an toàn tuyệt đối với sức khỏe.